Anthony Joshua, nhà vô địch IBF, IBO, WBA, WBO, tuyên bố không sang Mỹ để đấu Wilder. Những con số thống kê đã chứng minh rằng võ sĩ người Anh hoàn toàn có lý khi không việc gì phải nghe theo đối thủ. Theo thống kê, trong 3 trận đấu gần nhất, lượng fan hâm mộ theo dõi Joshua thi đấu là 240.000 người, con số này của Wilder chỉ là 42.000 người. Sự chênh lệch thể hiện quá lớn nhưng cũng phải thông cảm cho Welder vì các trận đấu của anh đều diễn ra ở các sàn đấu trong nhà, trong khi đó Joshua đều gặp các đối thủ tại các sân vận động. Ở trận đấu với Joseph Parker cuối tuần qua, ước tính có hơn 78.000 người đã lấp kín các khán đài của sân vận động Principality, có thể thấy lượng fan hâm mộ quyền anh của xứ sở sương mù là rất lớn. Dường như Joshua hiểu được điều này và anh thẳng thắn từ chối lời khiêu khích sang Mỹ thi đấu của Welder. Ông bầu của Joshua Eddie Heer sau trận đấu với Parker đã lên tiếng chế giễu Welder vì chỉ chiến đấu trước 6.000-7.000 người hâm mộ. Sự tương phản rõ rệt nhất chính là trận đấu giữa Joshua và Takam đạt 75.000 cổ động viên. Trong khi đó trận đấu giữa Welder và Stevenner chỉ có hơn 10.900 người theo dõi. Các cổ động viên có vẻ nhìn thấy khoảng cách rất lớn về trình độ giữa Welder và Stevenner nên họ không mua vé đến xem. Đó là lý do vì sao sàn đấu Barclay Center bị trống đến hơn 8.000 ghế. Trận Joshua và Klitschko lại đạt tỷ lệ xem đáng kinh ngạc hơn, với hơn 90.000 người theo dõi trực tiếp tại sân vận động Wembley. Joshua cho rằng, những năm gần đây các võ sĩ thường phải qua Mỹ để thi đấu, nhưng đội của anh sẽ ở lại Anh, không việc gì phải đi đâu cả. Ở thời điểm hiện tại, quyết định không sang Mỹ của Joshua được xem là sáng suốt. Tuy nhiên về lâu dài, một số nhà chuyên môn cho rằng võ sĩ người Anh cần phải qua Mỹ để tấn công vào thị trường nước này và để trở thành một ngôi sao toàn cầu. Xét về giá trị thương hiệu, Joshua chiến đấu ở Mỹ sẽ càng làm tăng thêm danh tiếng của anh. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Võ sĩ dự đài WBC Thế giới chấp nhận nhượng bộ về địa điểm thi đấu để sớm trở thành nhà vô địch tuyệt đối quyền anh hạng nặng. Chúng tôi rất vui mừng khi Anthony Joshua lần đầu tiên nói muốn đối thủ kế tiếp là Deontay Wilder. Tôi tin Wilder là người duy nhất trên hành tinh lúc này dám nhận lời thách thức từ Joshua. Sal Finker, huấn luyện viên của Wilder nói với Telegraph. Cả Joshua và Wilder cũng duy trì thành tích toàn thắng trong sự nghiệp. Võ sĩ người Anh có 20 trong tổng số 21 trận thắng bằng knockout. Con số này của nhà vô địch WBC là 39 và 40 trận so với Carlos Takam và Joseph Parker, hai bại tướng gần đây của Joshua. Winder có thể hình tốt hơn, thậm chí nhỉnh hơn Joshua. Võ sĩ có biệt danh quả bom đồng cao 2m01 và có sải tay 2m11, cùng hơn Joshua 3cm. Winder cũng giàu kinh nghiệm thi đấu hơn. Khi đánh chuyên nghiệp từ năm 2008, 3 tháng sau khi đoạt huy chương đồng ở Olympic Bắc Kinh, chúng tôi muốn công khai rằng Winder muốn đấu Joshua và sẵn sàng chấp nhận mọi yêu cầu trong điều kiện có thể thượng đài, đội của chúng tôi sẽ chuẩn bị các điều kiện đàm phán. Winder sẵn sàng so găng kể cả trong mùa hè này, huấn luyện viên Finker tiết lộ quyết tâm. Người thắng trong trận đấu giữa Joshua và Winder sẽ trở thành tay đấm đầu tiên sau gần hai thập niên, trở thành nhà vô địch tuyệt đối của quyền anh hạng nặng. Ngôi vị này bị bỏ trống sau khi Leonard Lewis treo găng vào tháng 4 năm 2000. Sau khi hạ Parker hôm 31 tháng 3, Joshua đã bóng gió về trận đánh với Winder nhưng ra điều kiện về việc tổ chức trận đấu tại Vương quốc Anh. Đội của Quinder không ngại vấn đề này, qua lời chia sẻ của huấn luyện viên Finker. Những trận thống nhất đai vô địch luôn là đích ngắm tối thượng mà một võ sĩ quyền Anh ngắm đến. Tôi tin nếu Winder đấu Joshua, mọi kế hoạch khác đều phải đình lại. Chúng tôi đã sẵn sàng, kể cả việc đấu ở sân Wembley hè này. Chúng tôi muốn đấu, họ cũng thế, và người hâm mộ càng trông chờ nó diễn ra. Chẳng có gì để ngăn trận đấu lịch sử này diễn ra. Dù vậy, trận đấu giữa Joshua và Winder khó lòng diễn ra sớm. Ông bầu Eddie Hearn của Joshua bóng gió hôm Chủ nhật 1 tháng 4 rằng tay đấm người Anh cần ưu tiên bảo vệ ba đai vô địch IBF, IBO và WBA trước những người thách đấu. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Anthony Joshua đại chiến Deontay Wilder để thống nhất năm đai vô địch boxing hạng nặng. Sau Parker, đối thủ tiếp theo của Anthony Joshua nhiều khả năng sẽ là Deontay Wilder. Lần đầu tiên trong sự nghiệp phải dùng tới 12 hiệp đấu để dứt mạch toàn thắng bằng knock nhưng điều quan trọng là Anthony Joshua đã bổ sung vào bộ sưu tập thêm một chiếc đai vô địch boxing hạng nặng, chiến thắng trước Joseph Parker bằng tính điểm tại Cardiff đã chính thức đưa về tay võ sĩ người Anh 4 chiếc đai, gồm WBA, IBO, IBF và WBO từ Parker. Sau trận đấu, nhiều người đã quan tâm, nhất là đối thủ tiếp theo của Joshua. Không ngần ngại, kẻ hủy diệt boxing chỉ mặt điểm tên hai đối thủ, đen tay Winder hoặc Tyson Fury. Theo Skyport, Joshua đã có những phát biểu. Tôi sẽ không phân tích về trận đấu hôm nay, đó là công việc của huấn luyện viên. Điều quan trọng nhất chúng ta không thể quên rằng tôi là nhà vô địch thống nhất các đai boxing hạng nặng thế giới. Đối thủ tiếp theo ư? Tôi muốn Winder hoặc Fury. Hãy đưa hắn ta, Winder, lên võ đài. Tôi sẽ đấm gục hắn. Tyson Fury đã được Joshua nhắc tới, nhưng làng quyền Anh hứng thú hơn trước viễn cảnh Joshua thượng đài với Winder để thống nhất năm đai vô địch. Bởi trong tay võ sĩ người Mỹ đang nắm giữ vương miện WBC. Từ xa xôi, Đem tay Winder chỉ trả lời ngắn gọn nhưng rất đầy đủ. Hãy biến trận đấu này trở thành sự thật đi nào. Vấn đề được quan tâm là Joshua và Winder sẽ phải có những thỏa thuận để tổ chức cuộc chiến này. Phía tay đấm người Anh không hứng thú với việc sang Mỹ thi đấu. Joshua nói tiếp, tôi không thích sang Mỹ. Nhiều năm qua người ta đã phải trả quá nhiều tiền để sang đó xem các võ sĩ Anh thi đấu. Giờ đây chúng ta có thể tổ chức những trận boxing ở Cardiff hoặc ở London. Chúng ta sẽ ở lại đây và không phải đi đâu cả. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Chí Thức Cô Tất để đón xem các clip tiếp theo. Với chiến thắng trước Parker, Anthony Joshua là võ sĩ hạng nặng người Anh thứ ba trong lịch sử, sở hữu từ 3 đai vô địch trở lên cùng lúc. Sau Tyson Fury giận dữ và Lennox Lewis kiêu mãnh một thời, nhưng quyền vương của lục địa Âu Á và châu Đại Dương vẫn chưa thể thỏa mãn anh vẫn còn nhiều mục tiêu để chinh phạt, nhiều đối thủ cần phải đánh bại để thống nhất giang hồ. Theo nguyên tắc, <laughs> theo nguyên tắc, anh phải đấu với Alexander Povetkin, võ sĩ người Nga sau khi đấm vục David Brin ở hiệp đấu thứ năm trong trận đấu phụ của sự kiện Anthony Joshua thượng đài, đã trở thành kẻ thách thức số 1 của Anthony Joshua ở tổ chức WBO. Anh cũng muốn đấu với Fury, võ sĩ đồng hương bất khả chiến bại khác anh còn rất muốn đầu với Winder cuồng nộ để giành chiếc đai cuối cùng mà anh còn thiếu, đai hạng nặng của WBC. Tôi muốn Winder hoặc là Fury, ai cũng được, nhưng tôi không thích đấu ở Mỹ. Trong tất cả những năm vừa qua, chúng ta luôn bay sang Mỹ như là đích đến cuối cùng. Mọi người đã chi tiền bạc và theo dõi các tay đấm người Anh từ đó. Nhưng chúng ta có thể làm điều đó ở đây, ngay tại Anh Quốc. Chúng ta vẫn có thể thượng đài ở đây, ở London, ở Cambridge. Chúng ta sẽ trụ lại ở đây, Hãy đến đây, Winder, cương ngà, hãy đến đây. Anthony Joshua cho biết sau trận đấu thu hút 78.000 khán giả, vẫn ít hơn khoảng 12.000 so với trận đấu cao trào với võ sĩ người Ukraine Vladimir Klitschko hồi cuối năm ngoái. Winder cuồng nộ và Tyson giận dữ, hai đối thủ trọng yếu của Anthony Joshua trong tương lai sắp tới đều có những phản ứng sau chiến thắng thứ 21 của hoàng tử làng quyền Anh Anh Quốc. Winder cho biết Ồ, oh, nếu anh ta muốn vậy thì hãy xúc tiến để trận đấu diễn ra, người của tôi đang chờ đợi điều này. Chúng ta đang ở trên cùng một sàn đấu. Anh chưa bao giờ nghe tôi nói bất cứ điều gì và đội của tôi nói bất cứ điều gì hết. Chúng tôi có cùng quan điểm, ngược lại anh và Eddie Hurst lại không đồng nhất với nhau, người này nói điều này trong khi người kia lại nói điều khác. Hãy xúc tiến để trận đấu này diễn ra, họ đang gọi tên tôi sao? Vậy thì hãy để nó diễn ra. Anthony Joshua anh nên thú nhận anh đã bào chữa để cải tà quy chính lần thứ năm khi họ hỏi về tôi. Đã rất lâu rồi, tôi đã phải đợi chờ điều này từ rất lâu rồi. Thời điểm này rồi cũng diễn ra, anh nói anh muốn tôi sao, vậy thì hãy xúc tiến điều đó thôi. Tôi không thể chờ đợi được nữa, Window hùng hộ nói. Trong khi đó Tyson Fury cũng cho biết, chỉ có thể có một quyền vương, tôi là quyền vương đích thực, và tôi nghĩ mọi người đã chứng kiến sự thật sau trận đầu tối nay. Anthony Joshua chẳng phải ngôi sao gì cả, tôi mới chính là người đó, tôi mới chính là ngôi sao. Anthony Joshua thậm chí còn chẳng xứng đáng là võ sĩ đấu tập của tôi nữa. Tôi sẽ đập cho anh ta lên bờ xuống ruộng khi quay trở lại với sàn đài. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri thức vô tận để đón xem các clip tiếp theo.